Xin chào mọi người, cái video này mình sẽ nói về Bitcoin, Bitcoin và Bitcoin Ngay bây giờ là 11 giờ 56 phút tối PM, uh, ngày 20 tháng 6, 2023 Vừa rồi mình nó có nhắn, uh, 20 phút nữa bạn sẽ có một cái video mới của Bitcoin okay. uh, thì Mình nhảy vô, nghe cố gắng làm trong dưới 5 phút Thì vừa rồi, nghe cái, uh, uh, vừa rồi thì nó, cái đầu tiên là nó lên nó chạm được uh, gần được 27.100 Ok là cái gọi là nó nó đã hoàn tất rồi. Ok. Nhưng cái okay, nhiều lúc nó sẽ gọi là extend có nghĩa là thêm nữa và đây là những bởi vì vậy mình để đây những con số kế tiếp cho bạn. Vừa rồi nó cắn hai uh, dưới 27.100 chút xíu, sau đó là 27.300, vừa rồi nó vẫn là đây cũng là 27.100, sau đó nó lên tới được 27.300 và ngay bây giờ là 27.340 uh, 80 90. Ok. Gần được 24. 000 27.400, gần được 27.100. Ok nó có thể extend thêm ok và vừa rồi mình đã nói là nó đã nằm trong cái cái trend line này cái đây là một cái falling wedge nghe falling wedge và xác suất cái falling wedge như vậy đã đã đánh vỡ đi lên nó nó là 60 phần trăm 60 trăm là nó đánh vỡ cái vành đen này ok và mình đã gọi là từ tháng tư đến giờ ngày mười mấy tháng tư đến giờ nó nằm ở trong hai cái vành đen này ok và xác suất là 60 trăm đã đi lên và vừa rồi nó cũng đã đi lên nhưng nó phải đi lên thêm nữa nghe nó phải đi lên thêm nữa để nó nó chứng tỏ nó là một cái gọi là nó một cái đột phá nha cái đột phá đó đó rồi đây đáng lẽ là cái đột phá này nè nó phải xảy ra đâu tầm ở đây nè ok nó vừa phá vỡ cái vành đen này là đột phá đi lên nhưng mà nó gọi là phá vỡ nó gọi là nó nó đột phá ở dưới mà tại sao nó đột phá ở đó ok nếu bạn vẽ một cái trend line bắt từ ở dưới đây đi lên cái vành bàn đen này nè hả ok vành đen đó bắt từ ở dưới đây đi lên thì nó đã trống rất nhiều chỗ giống như ở đây khu vực ở đây khu vực ở đây, khu vực ở đây, khu vực ở đây. Và đúng chỗ cái chỗ trống đó đó, nó đi một cái vèo đi lên hai cây nến 2 giờ đi một cái vèo đi lên uh, mấy trăm đô. Ok. Ở đây là từ uh, nó lên đâu khoảng cỡ 5. Ok, 5 600 đô trong 2 giờ. Ok. Thì cái đây nó chỉ là đơn giản nó là đang nó vẫn là nằm ở trong cái nó sóng số 5 chứ chả là gì hết. Ok. Thì bởi vì vậy mà không có ai biết được là cái sóng số 5 nó kết thúc hay chưa ngoài trừ mình phải cần ba cái sự rõ ràng số 1 2 3 để mình bắt đấy thu gom vô để đi lên ok thì tất cả những cái thứ này mình sẽ dời nó qua bên đây ok đặt nó qua bên đây và mình sẽ đợi đợi và đợi ok đợi đợi và đợi đợi nó quay đầu nghe đợi nó quay đầu để mình thu gom vô mình xóa bớt những cái thứ này đi à, nhiều lúc um, ghi nhiều quá nó làm nó rườm rà và nó xấu xí à, hồi nãy mình mới xóa cái gì mình cần thiết không à ok đó chút nữa mình xử lý ok thì đây đây cái sóng số 5 á ok thì mình có thể extend nó có nghĩa là dời nó qua thôi nghe sóng số 5 chưa kết thúc ngoại trừ sóng số năm kết thúc á thì rõ ràng bạn cũng đã biết mình đã nói chừng đừng chừng nào à xin lỗi bạn chừng nào mà nó xuống đây nè đó cái con giá của nó vừa rồi á là 26.000 ok 26.290 khoảng 290 lận 290 226.300 cho nó dễ hiểu. Còn cái vàng vàng này mình đã nói, lúc mà nó bắt đầu đi xuống cái vàng này á thì mình biết là nó đang nằm ở trong cái sóng hồi. Còn không nếu mà nó chưa xuống được cái vàng vàng á thì nó cái gọi là cái sóng số 5 nó chưa kết thúc. Ok và bây giờ nó đang sóng số 5 đang vẫn xảy ra vừa rồi đây là những con số mình nói nó ngừng thì vừa rồi nó đã ngừng ở đây này bao nhiêu giờ nó đã ngừng cái cái vùng 27.100 sau đó nó đi ngang xuống lại xong nó bơm thêm một cái nữa lên tới 27.300 và ngay bây giờ nó là 27.390 mấy Ok gần 400 Ok chưa có nghĩa là xong nghe bởi vì từ cái sự đột phá này nè Ok thường thường tới cái vành đen này nè bởi vì nó đã nằm trong giống như một cái nồi áp suất nó đang nằm ở trong một cái, cái 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 sóng xuống hai tháng trời rồi hai tháng trời rồi Ok, thì bây giờ nếu mà nó gọi là tới lúc này á, thường thường nó đột phá lên á, để chứng tỏ 60% lên và lên á, thì nó phải có một sự đột phá mạnh lên nữa, thì đàng hoàng gặp những cái con số này, nghe, 27.500, tới có thể là 28.000 hoặc hơn nữa, ok, 28.000, uh, có thể là con số kế tiếp là 28.300, ok, 300, ok, để, để chút nữa mình check, ok, nhưng sẽ gặp những con số này, nghe, những con số này, cho những người nào mà, đã coi những cái video mà cách đây khoảng tháng trời á bạn có thể quay lại những cái con số ở trên nha là 28 300 28 500 28 800 hay sao đó Ok cộng thêm để cho bạn hiểu quay lại những cái video trước đây là bạn có thể thấy Ok những cái con số là những con số cũ bạn có thể dùng nó ngay bây giờ Ok à, bởi vì nó đi lên lại thì ngay bây giờ chưa có xong nha ngay bây giờ là 27 400 Ok và tưởng thường cái đột phá này á, ra khỏi cái văn này thì đi một cái vèo lên và vừa rồi nó cũng chóng ngay cho cái ban đen đi xuống này Ok và để cho cái sóng xuống nó bắt đầu thì rõ ràng vẫn vậy nha vừa rồi thì là mình nói nó ở đây ok vừa rồi là mình nói nó ở đây nè ok um, thì mình phải đợi cho cái sóng số 5 này nó gọi là nó nó xảy ra cho nó hết đã sau đó mình phải đợi ba cái sóng hồi xuống và bắt cái đáy của cái sóng hồi để đu đỉnh đi lên bạn có thể bắt cái đáy ở đây lên nhưng mà nó lên không được bao nhiêu nha thà mình đợi thêm cái đáy kế tiếp nha không phải sóng nào mình cũng chơi hết bắt cái đáy kế tiếp là cái cái sóng này và chỗ này nếu nó chống được á nó chống được nó phải chống được nha, và nó phải nằm ở trên và con số cũng giống như cái video uh, giống giống như hồi sáng mình chia sẻ là nó phải nằm ở trên 25.250 cái con giá này là con giá định hướng xuống hoặc lên xuống hoặc lên 25.250 ok và cũng giống như con giá 25.300 cho những người nào đã theo dõi tháng này qua tháng nọ thì mình đã nói cái con giá đó khá là lâu rồi ok 25.300 mình nói là lúc nó 27 28 29, 30, 000 29 ngàn, 30 ngàn thì mình nói là nó xuống, Sắc xuống xác suất là nó xuống lại 25 300 thì trùng hợp cái con giá nó cũng như vậy, trên lệch chỉ 50 đô thôi. Ok. Và không chỉ vậy, cái con giá 25 ngàn nếu bạn đi lại xuống dưới đây thì nó có rất là nhiều chỗ trống ở dưới đây luôn. Ngay 25 ngàn ta tầm đâu khoảng có 25 ngàn bao nhiêu nè. 25 300 là đâu, đâu đây nè. Ok. Đâu đây. Ok. Rất có nhiều cái chỗ là trống nó. Ok. Thì bởi vì vậy nó phải nằm ở trên để đi lên lên và lên hoặc xuống xuống ok thì cái sóng hồi xuống tí xuống thêm á ngay bây giờ mình chưa có chứng tỏ được ngoại trừ nó xuống lại nghe xuống lại không nhất thiết là nó phải xuống tới đây nghe nó có thể là à, sóng này xuống đây xuống đây xuống đây và có thể là nó đã đáp cánh ở 25.950 rồi nó đi một cái vèo đi lên hay là đáp cánh cả 25.650 rồi đi một cái vèo lên nhưng mà tệ lắm là nó phải nằm ở trên cái con giá này trên không được dưới nha. Chứ nếu nó nằm dưới thì mình sẽ chuẩn bị cho một cái đáy mới nữa. Cái 24.800 không phải là đáy của nó nha. Có thể là một cái đáy mới nữa. Ok. Thì đây 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Thì đây nó nó nói lên câu chuyện á là cái trend nó thay đổi. Có nghĩa là cái hướng nó thay đổi. Vừa rồi là xuống đúng không? Xuống, xuống, xuống giá đi xuống. Và đó năm cái sóng đi lên thì nó nói là cái sóng nó đang thay đổi là lên, lên và lên. Ok. Và đây nó đang đi lên đây là cái sự chứng tỏ cái trend nó đang thay đổi đây là cái, cái, cái đóng dấu đầu tiên cái đóng dấu thứ hai là nó phải giữ nghe nó nằm trên cái con số ít phải nằm trên cái con ít nhất là phải nằm trên cái con số 25.250 Ok để nó nói đây là đấy rồi để bạn thu gom vô đây là đu một cái đỉnh lên tới 29 300 30 ngàn Ok mình có ghi vài thông tin xuống Ok Nói chung mình cộng thêm vài thông tin nữa thôi chứ chúng chả có gì mới mẻ ở đây hết à, cũng giống như cái video hồi sáng mình làm cho bạn đâu khoảng cỡ 2 giờ chiều đúng không giờ chiều 2 giờ chiều chứ À, mình có ghi vài thông tin xuống để mình coi thì mình còn có thiếu gì nữa khi không không có là mình sẽ tạm biệt nhau và gửi cái video qua cho bạn ok năm sóng lên là nó nói là cái trend nó thay đổi năm sóng đã kết thúc ok chưa kết thúc nó có thể tiếp tục nghe vừa rồi là nó tưởng là kết thúc ở đây là kết thúc ở đây để đâu ok để làm sao bạn biết nó kết thúc thì bạn phải nó phải co cái ba cái sóng hồi xuống 1, 2, 3 thì mình biết là nó đã kết thúc rồi nhưng vừa rồi bởi vì vậy nó cái cái sự mà nó xuống như vậy này bạn này, thấy nó cái tata đi xuống như vậy nó không phải là cái sóng hồi sóng hồi là rõ ràng một hai ba và đây mà gọi là chút đếm chút xíu vậy thì không có tính được những cái cái khung giờ chút xíu vậy không có tính được nó phải là dài hơn nghe nó phải bự hơn là giống như thế này một hai ba rõ ràng rõ ràng nghe rõ ràng thường thường thì thì nó nói là cái trend nó thay đổi nó đi xuống lại tạm thời để đu đỉnh nè mua bắt đáy để lên lên bán ra cái okay, bởi vì vậy thì mình nói là mình không biết được nha mình chưa chưa biết được mình phải đợi những cái 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 giờ tới đây để nó nó chứng tỏ nó và vừa rồi nó đã cắn con này và nó đã cắn con này cho mình ok cho những người nào đã chúc đơn chúc mừng chúc mừng và chúc mừng ok à, phải đợi tiếp nha ngay bây giờ bạn nên nếu bạn nhìn nhìn cái osi á vừa rồi osi nó lên tới tới chín tới bảy lần ngay bây giờ osi của mình nó mới lên cái 74 à có thể nó có thể thể lên thêm 5% nữa có thể 5% á, thì nó va chạm tới những con số này ngày hai con số này 27 ngàn 528 ngàn có thể có thể ok râu ria lên rồi sau đó là à, mình cần cái sóng hồi để mình mua vô bắt đáy để đi lên ok à... phải giữ nghe, vẫn vẫn còn chưa có qua hết khỏi nguy hiểm đâu nghe, à, lúc mà sóng hồi ấy, nó phải giữ ở trên cái con 25 250 ok à, chứ đừng có nghĩ là đấy đã được tạo ra rồi, ngày 28.800 chưa phải là đáy, ngoại trừ cái sóng hồi xảy ra ok sóng hồi xảy ra ok đó là tất cả những thông tin mình muốn chia sẻ cho bạn ok đợi những cái giờ kế tiếp nó sẽ nói lên rô ria lên được bao nhiêu ok mà thường thường trong một cái cái nồi áp xúc xuống 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 nha xuống 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 hai tháng trời đây là tháng mấy ngày 13 tháng 4 đến giờ ngày 13 tháng 4 đến giờ là 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 hơn hai tháng trời nó nằm trong cái nồi áp suất đi xuống, ok vừa rồi nó uh, năm sóng đi lên thì nó nói là cái trend nó thay đổi, ok rất rất là tốt ngay bây giờ, ok ngắn hạn là rất là tốt nhưng ngay bây giờ là mình cần sự một sự đột phá này đi, nha một đột phá nữa cắn những cái con này rồi Xong hồi sẽ xảy ra, ok um, hoặc ngay bây giờ nó có thể quay đầu đi xuống luôn, nha bởi vì nó đã kết thúc, nó đã đánh vỡ được 27.100 là nó đã làm tốt rồi 27.300 là khá là tốt rồi không cần thêm nữa đâu nghe không cần thêm nữa đâu nhưng mà bây giờ mà uh, bởi vì mình nhìn do OSI rồi á Ok thì mình thấy có thể là râu ri hơn thêm chút xíu nữa nha râu ri có nghĩa là lên thêm chút xíu nữa rồi quay đầu Ok đợi ba cái sóng hồi nha coi thử là cái đấy nó ở đâu cái đấy làm sao cái đấy là giống như đây nè bạn thấy nó đi ngang bập bên bập bên bập bên bập bên bập bên bập bên có cái đà đi lên chút xíu là mình thu gom vô để bắt cái sóng kế tiếp đi lên và nó nói lên câu chuyện luôn đây là đấy nó phải nằm ở trên cái con giá này ok đơn giản như đang dẫn vậy thôi xin chào